Ngày 12 tháng 6, Công an tỉnh Tuyên Quang tổ chức lễ trao bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang cho đồng chí Hoàng Ngọc Hào, Phó trưởng Công an xã Kiến Thiết, huyện Yên Sơn vì đã có thành tích xuất sắc dũng cảm cứu người bị lũ cuốn trôi. Trước đó, ngày 11 tháng 6, trên đường xuống thôn làm nhiệm vụ, tại khu vực đập tràn Bắc Cực, thuộc thôn Đồng Đi, xã Kiến Thiết, huyện Yên Sơn, Đại úy Hoàng Ngọc Hào phát hiện một người dân bị nước lũ cuốn trôi. Anh đã nhanh chóng lao xuống dòng nước xiết để cứu người. Sau 15 phút vật lộn trong dòng nước lũ, Đại úy Hào đưa được nạn nhân là anh Trần Văn Nam, sinh năm 1974, trú thôn Đồng Đi, xã Kiến Thiết vào bờ an toàn. Hành động dũng cảm của Đại úy Hoàng Ngọc Hào thể hiện tinh thần công an nhân dân bản lĩnh nhân văn, vì nhân dân phục vụ.